hộp sai phụ kiện. Một người mua iPhone 11 Pro Max đã tố Apple đóng hộp sai phụ kiện cho chiếc smartphone có giá trên 1.000 đô la Mỹ. Cụ thể, thay vì đóng hộp cáp chuyển đổi USB-C sang Lightning, Apple lại cho vào đó cáp USB-A sang Lightning có tốc độ chậm hơn nhiều. Người mua này vừa phản ánh cùng ảnh chụp phụ kiện sai chủng loại. Smartphone mới nhất của Apple sử dụng cáp USB-C to Lightning và cục sạc 18W cải thiện đáng kể tốc độ sạc. Trong khi đó, Cáp sạc đời cũ USB A to Lightning chỉ tương thích với bộ sạc nam Un, và tất nhiên có tốc độ sạc chậm hơn nhiều. Người mua này nhận được cục sạc chỉ tương thích với cáp USB C nên dĩ nhiên cáp USB A được đóng gói nhầm sẽ không thể sử dụng. Có tin người này đã liên hệ với Apple Store, không rõ diễn biến câu chuyện tiếp theo thế nào nhưng nhiều khả năng Apple Store sẽ đổi dây sạc mới cho khách. Được biết, công nghệ sạc nhanh mới có từ đời iPhone X dù đối thủ Android đã được trang bị cách đây từ rất lâu.